Chào mọi người, đây chính là một server Discord của Sinh Tố Team dành cho ai là fan của Sinh Tố Team. Nơi này các bạn có thể giao lưu với bọn mình nè, hoặc là những bạn fan khác. Không những thế, Discord này còn có những trò mini game khác để cho các bạn chơi cho đỡ chán nữa. Ví dụ như là Naruto đó, hoặc là các bạn chơi bắt Pokemon. Và một trò được nhiều người trong cái Discord này thích nhất, đó chính là trò ma sói. Nếu các bạn fan của Sinh Tố Team và muốn tham gia giao lưu với bọn mình thì đừng quên vào phần link ở bên dưới nhé. Thôi tìm xung quanh nữa coi mọi người. Nhanh. Đang vô, nữa. Ở đây cái gì ở đây? Tín hiệu nó yếu quá. Ở đây không có. Còn nhớ nhớ nó đâu đây mà. Cái mộ mà đời pha đông đời cuối nó nằm gần đây trong cái bản đồ đó chị mà. Ừ. Có ta. Phải không vậy? Trời tao mệt quá tao không nằm đâu. Ê ở đây nè. Có chỗ này nè, gần đây có cái tín hiệu này. Ui, nó mạnh thiệt nè. Ở đây dưới đây đó. Xuống rồi. Đâu đúng rồi đó. Đây chính là ngôi mộ pharaoh đời cuối. Đi. Ừ, đi vô nhanh lên. Đi nhanh. Gặp hết mấy tờ nhện đi. Mọi người kiểm tra xung quanh coi. Ở đây có gì không? Ê, có gì kìa? Tự gì lạ lắm nè. Ôi, gì ở giữa kìa? Ui. Gì kìa? Đây. Cái ngôi mộ. Để dò máy thử coi. À. Ui. Đúng rồi. Máy nó phát hiện rất, nó kêu rất là mạnh. Đây, gì đây? Ồ, tín hiệu mạnh đó, nhiều mạnh. Ồ. Mình vào to rồi. Bây giờ mình phải ginh cái này về. Sau đó đem bán đi là chúng ta sẽ giàu to. Được. Bây giờ hai người cầm cái chân đi, tụi tôi cầm cái đầu cho, xong rồi bơi lên. Bỏ tay hết ra. Rồi, chuẩn bị. Đem đi. 1, 2, kéo ra. Đưa. Ai kìa? Ủa? Mày bị khùng hả? Tụi mày đi tìm vua pharaoh thì đây chính là vua pharaoh rồi, còn cái gì nữa mà hỏi? Có lý. Nhưng mà làm gì đây? Là thường vua pharaoh thường là quấn cái băng xung quanh người luôn mà, quấn cái giấy á. Giấy sắc ướp. Còn đây là pharaoh. Sắc ướp hả? Pharaoh sao nhìn trẻ con quá vậy? Nhìn lạ không có mùi ta. Không mùi mốc. Đúng rồi, nhưng mà thấy cái này sao? Thôi. Các người làm gì vậy? Dám xâm nhập vào nơi ngủ của ta hả? Vậy sao nó thành con vậy? Mình ghi danh luôn. Ôi, đem về đem về. Ôi, đi nào. Ồ, anh ơi. Đi. Về đi anh em ơi. Nhanh. Về đi. Mình đang đâu vậy? Ôi, nó tỉnh dậy kìa. Chạy thôi. Đói bụng quá. Mình đang nơi đâu đây? Sa mạc mới đúng là nhà của mình chứ. Mình đang ngủ mà. Bây giờ mấy cái tên này đem mình đi đâu vậy nè? Đằng kia có cái gì vậy? Nhưng mà mình mệt quá. Chị đâu, tại mày nặng quá chứ bộ, lật xe luôn rồi nè. Ôi là
trời. Siêu giảm cân nhẫn chịu. Ủa, ủa mà cái cục gì vậy? Ôi, hình như là một con người. Nhưng mà hình như đây là một con chó Shiba mà. Ủa mà sao nó mặc đồ kỳ vậy? Cái đồ này trời quen sao mà biết được? Em coi phim em thấy nó quen quen gì. Ôi, em bé ơi. Em ơi. Thôi phải mang nó về nhà mới được. Oh no, qua bển lấy xe đi. Rồi, yeah. Ơi, không chở. Ôi, tới trời nhà ơi, nè. Nãy mà còn băng vào vậy nó hư hết. Nhỏ trời này ơi, á. Đi đường tắt vô đi vô nhà. Em ơi, trời ơi, thằng nhóc sao nó im re luôn. Ôi, mà bây giờ nó nằm vậy hoài sao mà được. Thôi được rồi, Hữu Đô đi kêu bác sĩ thú y đi, nhanh lên. Dạ được rồi, đem đi kêu. Ôi, ơi, trời ơi, thằng nhỏ nằm vậy mà con Hữu Đô nó lâu được sự luôn. Chị em ơi, tỉnh đi, chị ra nước nè. Bác sĩ thú y, ủa lộn, thú y bác tới sĩ tới nè. Nói cái gì vậy Hữu Đô? Ok, trời, bác sĩ tới ơi, đây. Nhanh đi. Anh vô, tôi là bác sĩ thật. Sao sao chuyện gì trời vậy? Trời ơi, bác sĩ thật, bác sĩ trả gì nhanh đi. Trời ơi, cứu mạng người nói nhiều quá à. Nhỏ đang xỉu nè. Nhỏ đang xỉu hả? Chết rồi, phải hô hấp nhân tạo. Ok, thử coi nào. Trời ơi, để tôi thử sâu hơn chút coi. Hút lũ tai nó không? Hút mỏ nó vậy? Trời ơi, để bác sĩ làm việc. Ok, sau vài lần hô hấp nhân tạo, tôi kết luận rằng nó cần đồ ăn, cho nó ăn đi, nó đói rồi, hiểu chưa? Ok, ủa, bye. Vậy thôi hả? Bác sĩ đây, ê, tính tiền chứ. Nhiều, bao nhiêu được cho một cục kim cương ấy. À, ở đây tôi đó giờ tôi mới xài kim cương ông ơi. À, ê, cảm ơn Huna. Yeah. Mày ăn cái gì mà mày ngu quá vậy? Trời ơi, em bé ơi, em bé à. Chạy uống nước nè, uống nước rồi tỉnh nè, cho nè. Nè, chị đưa cho em luôn á nha. Mẹ ơi, có đồ ăn rồi kìa, vậy ăn nè. Đồ ăn. Ăn từ từ thôi, ăn từ từ thôi. Nước nè. Nè, khẩu phần nữa nè. Ôi, đồ ăn nữa. Trời ơi, mấy năm rồi chưa được ăn được. Nói gì mà nhịn được mấy năm ghê vậy, uống nước nữa không? Uống luôn. Nè, của em nè. Ta cảm ơn hai Hello. Người nha. Ủa, con nhỏ hơn chị mà sao em nói chuyện kỳ quá vậy? Ôi, em nói gì mà người ta vậy? Em sân hồ kỳ quá à. Em phải nói là em biết chị, tại vì chị đã mang em về đây mà. Chị là hai người là người bắt ta đúng không? Thì em nằm ngoài đường bắt em về thôi. Trời ơi, dám bắt ta hả? Trời, này, chết mày. Là Kim My, còn em tên gì vậy? Tôi là Hiyashiba Pharaon. Pharaon hả? Thiệt Pharaon hả? Hoàng tử Ai Cập hả? Đúng rồi, hoàng tử Ai Cập đẹp. Là người Ai Cập đúng không? Đúng rồi. Em là hoàng tử chó hả? Hoàng tử Ai Cập, trời ơi, tức thấy ghê. Thôi, hai chị cũng cho tôi ăn nên tôi ha cho hai người đó. Bây giờ em đi tới đâu? Này ngồi coi bây giờ. Chị thấy em hơ bị bốc mùi rồi đó. Hay là đi tắm đi. Không, hết tắm. Ôi, tên nào cái? Hello, tu gà. Anh giới thiệu với tôi gà, đây chính là hoàng tử Ai Cập chó. Mới nhặt về á. Mới nhặt về á, Pharaon á. Pharaon. Cái gì? Pharaon. Đây chính là Pharaon. Vị hoàng tử vị vua cuối cùng của Pharaon của Ai Cập mà, tại sao nó lại ở đây? Thì nó ở đây, nó ở chứ sao tôi biết. Không biết sao ở đây luôn nè. Sao tôi tìm hiểu là nó bị chôn vùi sâu trong sa mạc. Rồi mà sao nó lại ở đây, sao Yumi có nó được hay vậy? Đúng rồi, tôi mà lộn ở ngoài đường. Tự nhiên mà ai chơi kỳ với cái tên kia. Nè, tôi làm ở chỗ này nè, đi theo tôi. Đâu, thiệt hả? Đâu phải nằm đây đâu ta. Ủa, không quan trọng, tại vì quan trọng ở xung quanh đây làm gì có cá hay sa mạc vậy. Ê, đúng rồi, chó luôn rồi. Ô, dữ chó quá à, mua te dữ dạ. Ta có thể biến được hai hình dạng lẫn mấy công. Làm lại, làm lại. Yumi lụm được một cái con quý báu rồi. Ta là vị vua Pharaon đời cuối cùng. Mà sao các ngươi dám ra lệnh cho ta hả? Vậy hả? Nhưng mà mày là con chó mà. Thầy, bánh ngon quá đi rồi, không ăn đi rồi. Mày. Nói cho bánh này đừng có đánh bạn. Đồ ăn, có đồ ăn, ta mới nghe lời ngươi đó nghe. Được rồi, muốn đi đâu? Trời, biết ăn chó đi. Đâu, cô teo quá đi, chở chị đi. Chở chị ra giữa làng. Ngươi dám hộp đâu hả? Ôi, cô có nào hả? Chà. Ây da. Ây da, đâu? Nó đâu rồi? Vậy? Ôi, nó lên đầu Yumi kìa. Nó lên đầu tôi luôn chứ. Trời ơi, các ngươi muốn ta đi đâu? Bây giờ ta muốn ngươi đi theo ta. Được rồi, ta sẽ đi theo các ngươi. Ủa bay đâu, ta bỏ giữa làng cơ. Bịp làng anh em ơi, có tin hết, tin hết. Ê, Yumi, bật lo lên ơi, mấy tụi bay.
Ôi trời ơi, cái gì vậy? Cái gì vậy? Ai vậy? Ông hào dữ vậy trời. Có con chó nãy nè. Ôi. Nó được rồi nè. Lâu gì mà lâu? Ha. Ai à? Âu. Ai gì lại vậy? Con chó này chính là hoàng tử Ai Cập á hả? À trên tờ giấy hẹn là vị vua là cuối cùng rồi. Của pha rồng. Ok. Đúng rồi, vị vua cuối cùng hiểu chưa? Tại sao nó lại không vậy? Hay là sao y trả vậy? Ông nghĩ là thiệt đó. Hồi nãy nó dùng cái sức mạnh gì nó bắn một cái tao bay tùm lum tà la luôn. Ừ. Có mấy con chó Ai Cập nữa rồi kìa. Hay các người mau đi xây nhà cho hoàng tử Ai Cập đi. Nhanh lên. Gì vậy? Ui, nó ra lệnh tụi mình luôn kìa. Không làm thì sao? Rồi ta nghe không nè. Rồi tao rảnh đâu mày ơi, mình xem mày sao xảo bây giờ mày. Trời ơi. Ta đi về ngủ đây. Ngủ cái nó Ai Cập cần được vua. Ấy, trời ơi. Đi về rồi. Bởi vậy giùm mi xây nhà cho nó ngủ đi. À là vua, ta hết ngủ ở đâu cũng được hết. Ờ nhà của tôi mà. Rồi ngủ thôi. Các ngươi đi ra ngoài đi. Ok. Ủa gì trời. Đi. Tao nghe nói cái con Shiba đó chính là Shiba Pharaoh. Pharaoh. Ừ. Nhưng mà bây giờ á, mình phải có được con đó chứ không phải là zombie. Trời ơi, nó rất là hiếm, rất là sên. Mà bây giờ sao á, zombie có kiếm được con đó hay vậy? Có lẽ nào zombie đã trộm không? Ừ, kỳ lắm nha. Bây giờ mình phải đi lấy lại mới được. Thôi có khi mình mang mình nuôi nó luôn đi hợp lý hơn á. Thôi, nói chung là bây giờ mình phải tìm cách lấy được cái con Shiba Pharaoh đó. Có cách gì không? Có cách gì không ta? Được rồi, ta đã có cách. Xin chào. Ủa gì vậy? Hoàng tử gì chưa? Hôm nay tôi sẽ tặng cho hoàng tử một bất ngờ. Đi theo tôi, Bất ngờ gì vậy? Đi theo. Thôi, hoàng tử tới đây. Cái gì đây? Đây, đi vô trọng đi. Ờ, nhà tôi gì đâu nhỏ xíu vậy nè. Nhà của hoàng tử Pharaoh mà nhỏ xíu vậy. Trời, đi vô đi. Trời ơi, nhìn như cái sa mạc mini vậy. Cho mới biết được chứ. Để ta coi. Thời hiện đại dữ vậy ta. Nghe chưa? Chúc hoàng tử ngủ ngon. À, chúc hoàng tử ngủ ngon. Cảm ơn cái cô nha, ta cảm động quá. Cảm động không? Cảm động quá. Nè, sữa nè. Ôi, uống đây. Ta không biết uống sữa đâu, các người mau đi lấy đồ ăn cho ta đi. Nhanh lên. Rồi. Ok. Ok. Wow, mấy cái tên này cũng tốt ghê đó ta. Làm cho mình hẳn một ngôi phòng vậy luôn. Ôi, hai cái tên kia đi đâu mà lâu dữ vậy ta. Ôi. Wow. Ôi, có ta nè. Đây, đi đâu nhà đây? Của hoàng tử Pharaoh Along Pharaoh. Ôi, nói chuyện cái gì vậy? Nghe nói hoàng tử thích những cái gì màu vàng đúng không hoàng tử? Hoàng tử đi theo tôi đi, tôi cho hoàng tử cái này màu vàng siêu xịn luôn. Đi nè. Đâu, cho coi ta cho ta cái gì? Đây, hoàng tử thấy không? À, áo vàng ghê chưa? Áo vàng hả? Ta ăn nhiều rồi, ta không thích đâu. Trời. Bất. Nè, có xu vàng nè. Hiểu không? Xu vàng. Chỗ của ta có cả thỏi vàng rồi, bây giờ ngươi còn xài xu vàng. Bất. TNT chỗ của ta cũng có quá trời, không cần. Bất rác rưởi. À gì ta? Ê, ngươi chỉ có mấy cái đồ này thôi hả? Nè 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 nè, xin nè. Quả trứng của tô gà TV. Really nigga. Ngươi nghĩ ta là trẻ con hả? Ê, có viên ngọc nè. Thì đẹp không? Dây chuyền có ngọc nè. Wow, dây chuyền màu đỏ kêu xa lấp lánh luôn. Yeah. Ê dạ. Ê dạ. Ủa? Ê làm gì vậy? Ê dạ luôn hả? Trời bực mình quá. Ôi ơi, đập đây. Chào mày. Chào mày. Chào mày. Chị vua hả? Thả rồi sao? Không thả rồi sao? Người láo phát, ta sẽ nhốt bắt cái người nhịn ăn nhịn đói. Bỏ đây mẹ. Bỏ vô. À, rồi đóng lại. Chạy ra. Ta ra. Các người dám bắt si ba phá ra ông ta hả? Thì sao nào? Nó có mắt ở giữa kìa. Rồi ta sẽ cho người thấy sức mạnh của vị vua pha ra ông này. Hey, yo! Các
Ngồi chuẩn bị đi. Chuẩn bị gì trời? Mình giấu tay chẳng được như vậy. Chuẩn bị giống con hình nộ tới rồi kìa. Sao lưng ngươi nghe. Ây, ây, có gì ơi. Quay, quay đi. Thả ra sẽ ướp. Thả ra đây nào, sẽ ướp ơi. Sẽ ướp ơi. Rồi, xử, xử mấy cái tên này đi. Ê, chạy, 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 mày hả bưởi, nó chết rồi. Thời này thời hiện đại quá, được rồi. Cảm ơn hai người, bây giờ các người biến mất đây. Thì cha biến mất đi mày. Ok. La 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 la. Đi về thôi, đi về thôi. Không biết hai cái tên kia làm đồ ăn cho mình xong chưa nữa ta. Vô. Mấy cái tên này sao dễ dàng bắt được Si Ba Pha Ra Ông được. Trời ơi, thiệt là mòn mỏi luôn rồi. Cái nhà, xin chào hoàng tử. Chết cha, hồi bữa làm cái nhà mà quên sẽ úp cái bàn cho hoàng tử không ăn. Không sao, rồi. Không sao, đặt xuống đi, đặt xuống đi. Dạ, wow. Xin lỗi. Hôm nay cái ngươi làm cho ta món gì vậy? Dạ, xin giới thiệu với hoàng tử. Cái món em đang cầm trên tay chính là món ngon. Còn cái món hoàng tử mới ăn đó chính là combo nhộn. Một phần đồ ăn. Ngon đây luôn là, còn cái này là gì đây? Em lạnh thượng hạng. Em lạnh thượng hạng luôn hả? Được, đúng rồi, cái thời này thiệt là ngon đó. Ta thích rồi đó. Thôi, ta no rồi, không muốn sữa đâu. Muốn thay đổi cái gì thì nói tụi tôi nha. Tụi tôi sẽ thay đổi trang trí lại cho hoàng tử nếu hoàng tử không thích. Thôi, được rồi, ta thích lắm. Cảm ơn hai ngươi nhiều. Bây giờ cái ngươi đi về đi. Ta đi ngủ đây. Ok, tặng tụi hoàng tử một cái này nè. Quý bà ôm đó. Các hoàng tử làm gì có món này. Wow, không cần. Ghê vậy. Ui gì vậy? Gì vậy? Một là đưa con Si Ba Pha Ra Ông ra đây. Không tôi là hả? Ôi nói cho mấy người nghe. Tôi có lấy cái gì của mấy người đâu mà phải đưa và vua Pha Ra Ông. Si Ba cũng không có làm gì mấy người. Mấy người đừng có bắt như vậy. Mấy người vừa phải là làm như vậy coi chừng mấy người tội đó. Mấy người vừa phải mấy người thả tôi mau đây. Thả tôi ra mau lên chưa. Mấy người bắt khổ rồi đây. Ai vậy? Ai vậy? Tụi mày hồi nãy nhắc lại cái tên là tụi mày nói. Tụi mày nói gì con chó pha ra gì không? Trời ơi là trời. Chết rồi chị Mi ơi. Em Si Ba không biết có sao không nữa. Ê, em ơi. Gì em yêu nó làm trong lòng vậy? Bị giận quá vậy mà nhốt nó đi. Ủa vậy gì? Ê, ai mày đó? Trời ơi, cứu bé Si Ba nhanh lên, nguy hiểm lắm. Ôi, đói bụng quá, đi lên tìm đồ ăn ăn nữa coi. Đúng là thế giới này. Ui. Tại tôi đây, nó kìa, đó. Vậy rồi, lại là các người. Các người chính là những kẻ bắt ta đúng không? Đúng vậy, hồi nãy để đưa ngươi ra, sau đó ngươi là dám là làm giết tụi ta. Được rồi, vậy bây giờ ta sẽ cho ngươi xem sức mạnh thật sự của ta nè. Hoa đây. Hi da. Ôi. Gì vậy? Dạm lão gì ta. Quay, ta chạy nhà ngoài. Thôi, tôi chạy trước kìa. Đứng ở đây đi, mấy cái tên khốn này dám bắt ta hả? Hoàng tử ơi, hoàng tử có sao không vậy hoàng tử? Cái gì vậy? Tôi đâu có biết đâu. Hồi nãy tôi bị hai tên, tên là Quy với Hai Chi Ai, cái tên màu xanh đỏ đó, nó nhốt tụi ở trong chùa. Sao mà nó... Thì ra là hai tên đó đúng không? Hai tên đó dẫn hai cái tên nào lại nè. Hai cái tên này là những người mà thức tỉnh ta dậy khỏi cái lăng mộ của ta đó. Ta đã luôn rồi. Rồi hoa đá rồi. Sao hoa đá rồi? Ta làm cho hắn hoa đá. Bây giờ làm sao đây? Tôi muốn nói chuyện. Hủy cái hoa đá này cho nó nói chuyện. 3, 2, 1. Hây da. Ôi. Các ngươi còn cầm súng hả? Ây hoa đá. Dạ. Lấy súng của hắn đi mấy chị. Lấy súng. Đây rồi. Các người làm gì đó? Các người đã đem ta ở đâu? Dẫn đường cho ta về lại ngôi nhà của ta coi. Được rồi. Nhanh lên. Ôi.
Đây, mau lên. Mà xa chỗ này lắm nha, xa chỗ này lắm nha. Ừ, đây đây. À, trời, đi bao lâu. Những người này chính là người bắt cái người đó. Cảnh cái lăng mộ của em á. Nếu mà hắn ta dẫn được dẫn em đi thì em sẽ về lại cái nơi của em. Phải vậy, ta chuẩn bị lại rồi. Nhanh lên. Ta có súng nha, điên hoàng à. Ôi ôi. Đi hướng nào nữa, nhanh lên. Ê, tới rồi, tới rồi, từ từ. Ôi vậy. Như đây nè. Ôi. Trời ơi. Ôi, nhiệt cát ghê. Chỗ này là kim tự tháp mà. Đúng rồi, nhà của em đó. Tôi chỉ rồi thì tha mạng cho hai đứa tôi đi. Không, đi vô. Đi vô trong. Các người làm dám dở ngôi mộ của ta ra hả? Rồi, tìm thấy người ở trong này nè. Xong cái vợ cái nắp ra thì thấy. Các người ác quá vậy. Thôi, ta phải về lại đây. Cảm ơn các cô gái đã cho ta một bữa ăn thật là thịnh soạn và đã giúp ta nha. Dạ. Nhưng mà tụi tôi đi được chưa? Tụi tôi đi được chưa? Ok, đi nha. Các người còn phải đóng lại cho ta nữa. Đúng rồi. Đúng rồi. Tạm biệt. Tạm biệt mọi người nha. Bốn thằng mới đủ. Cảm ơn mọi người. Tôi đi. Đi bốn người mới đủ. Tạm biệt mọi người nha. Ủa, vậy là được rồi đúng không? Vậy là hoàng tử ngủ rồi. Ôi ôi, cái gì vậy? Tiếng gì vậy? Ôi, tiếng gì vậy? Ôi, chạy thôi mọi người ơi. Chạy thôi mọi người ơi. Ôi, chạy thôi. Ôi, chạy thôi.